viết cho con trên quê hương khói lửa xa. Ba vẫn miệt mài thân chinh chiến nên biết rằng con chẳng được vui. Ngày đầu xuân sẽ vắng tiếng cười, lời đầu năm tha thiết bao cho con yêu để gọi là tới núi rừng quà xuân đâu có, chỉ còn đây những vỏ đàn đồng với loài hoa. Xin chào bác nhá. Tiếp tục clip ngày hôm nay em lại tiếp tục đăng test con đẩy bãi, một trong dòng đẩy bãi thương hiệu của Mỹ, con đẩy Golden với mã là 3608 bác nhá. Chiếc đẩy này thì em xin được gửi cho bác khách hàng anh út xe có địa chỉ ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Trạch, thành phố Cần Thơ bác nhá. Đây là một trong những dòng cục đẩy công suất lớn, nó sử dụng là 20 giò sắt và 16 giò than, dòng size 3U nhá. Thì với chiếc cục đẩy này thì đánh rất là uy lực. Với cái dòng xò sắt thì bác biết rồi, thì chơi của nó cái dòng này thì đánh nó lại càng nóng nó càng hay, nó rất là uy lực thôi nhá. Đánh những dòng loa công suất lớn, ví dụ như dòng loa bát 40, bát kép, côn 76, hoặc là những dòng loa mà công suất nó lớn, ví dụ như cặp súp 50, đồ toa côn lớn thôi nhá. Thì với chiếc đẩy này thì nó sử dụng là nguồn lệch và sử dụng là 20 giò sắt và 16 giò than. Ở dòng này thì cái linh kiện của nó thì bên trong nó sử dụng nhiều linh kiện cao cấp, cho nên là máy móc của nó nhìn bên trong cũng rất là đầy đặn, thì nhớ thích. Thì trong clip này thì em có test cho quay cho bác khách hàng bác cái xem khi mua cái sản phẩm của mình, cũng như là sẽ quay giới thiệu toàn thể quý khán giả khắp mọi miền các bác khi mua hàng thì các bác tham khảo và báo giá luôn, bởi vì tất cả video em đều báo giá, các bác theo dõi chúng ta để ý kỹ. Giá con này là 6.500.000 mới nhá. Đấy, giá tại cửa hàng. Đấy thì trong clip này thì em sẽ quay cái nội thất bên trong, bác sửa quà bác nắm được. Con này nó nguồn đồng đó nhé, nguồn cao to, và sò là sử dụng sò Mexico, ốc vẫn nguyên ốc bể màu đó nhé, nguyên ốc bể màu, và giò than là sử dụng là sò Toshiba, sò của Nhật, mạch của nó là class H, tụ lọc nguồn này 2468 tụ 12.000 mi, và tụ này là tụ 80V đó nhé, 80V tụ hàn chân két tất cả. Đây, ấy những cái mối hàn tụ tất cả vẫn zin hết nhé, hàng em bao zin tất cả zin đẹp hết. Con này thì nó sử dụng hai quạt gió hút về trước, quạt là quạt size 3U và nó quạt to mà nhé, quạt to tản nhiệt này, tản nhiệt nhôm rất là to. Con này thì nói chung là các bác đánh thì không là lo là sợ nóng, mà cái dòng này càng nóng đánh lại càng hay. Đấy là ưu điểm của dòng xò sắt, rất là bền bỉ, nồi đồng cối đá bền bỉ, đánh uy lực. Có điều là con này nếu mà chẳng may các bác mà để mà chập cháy hay gì thì linh kiện nó sẽ sửa sẽ đắt hơn dòng xò than, bởi vì nó sử dụng những dòng linh kiện rất đắt tiền, sò Mexico, sò Mỹ. Còn tín hiệu đằng sau thì cũng như những dòng đủ thế khác, nó sẽ vào bằng Canon, có đường link, các chế độ gạt các thứ đầy đủ hết bác nhé. Còn tín hiệu ra loa rất nhiều trích, rồi cọc loa đầy đủ hết. Đấy. Thì trong clip này thì em quay cho bác khách hàng cũng như là báo giá, test chất âm và làm cái video làm kỷ niệm cho bác khách hàng với cửa hàng bác nhé. Thì em sẽ cũng như là làm cái video làm lưu niệm, kỷ niệm giữa bác khách hàng với cửa hàng và báo giá để các bác nắm được. Đấy, giá là 6.500.000 giá tại cửa hàng. Một lần nữa rất cảm ơn bác đã theo dõi video, em xin kết thúc video đây. Xin chào bác nhé.